Giới thiệu công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMEC. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMEC là một doanh nghiệp có lịch sử thành lập từ năm 2008, với tên gọi trước đây là công ty cổ phần LISEM CO2. AMEC tự hào có đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và năng động, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công nhân lành nghề và thợ hàn có chứng chỉ quốc tế. AMEC sở hữu hai nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép với tổng diện tích 210.000 m2 và khả năng gia công chế tạo khoảng 30.000 tấn mỗi năm. Amex cũng sở hữu công ty cổ phần mạ kẽm Amex, chuyên mạ kẽm nhúng nóng với trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, mang đến sản phẩm mạ có độ bền cao với lớp mạ lên đến 130 micromet. Ngoài ra, Amex còn có công ty cổ phần thương mại Amex Quay Sân, chuyên cung cấp các chủng loại vật liệu bằng kim loại như thép tấm, thép hình, ống thép, bu lông, dây hàn, que hàn. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Amex đã và đang đồng hành cùng quốc gia trong việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo và xây dựng hướng đến mục tiêu trở thành nhà thầu chính cho các dự án lớn trọng điểm của đất nước amec cam kết mang đến những sản phẩm cơ khí chất lượng cao đáp ứng tất cả yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng với phương châm an toàn chất lượng tiến độ hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ chính của amec bao gồm năng lực thiết kế amec đã đầu tư và áp dụng các phần mềm thiết kế tiên tiến nhất thế giới theo các tiêu chuẩn mỹ nhật châu âu úc và việt nam đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất gia công chế tạo Amex sở hữu dây chuyền sản xuất và gia công chế tạo hiện đại đảm bảo quá trình sản xuất an toàn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng và tiến độ với năng suất cao mạ kẽm nhúng nóng với dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng Amex giúp giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm sản phẩm và dịch vụ của Amex luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đóng tàu chuyên lắp ráp gia công và sửa chữa khung xương thiết lập các biện pháp kỹ thuật lắp ráp thiết bị vỏ cho các loại tàu nhỏ và vừa bao gồm máy neo thiết bị đẩy, máy lái, thiết bị radar hàng hải, xây dựng và lắp đặt. Xây dựng và lắp đặt các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, xi măng, phân đạm, lọc dầu, hóa chất, nhà máy sản xuất thép, nhà máy xử lý nước, công trình thủy lợi, công trình hàng hải, các công trình dân dụng. Thi công xây dựng cầu đường. AMEC không ngừng đổi mới công nghệ và đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ thi công. AMEC áp dụng công nghệ tiêu chuẩn cung ứng bê tông nhựa nóng, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của chủ đầu tư công trình tổng thầu nhà thầu thi công xây lắp amec đã tham gia nhiều dự án lớn trong lĩnh vực tổng thầu nhà thầu thi công xây lắp tích lũy được nhiều kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực như nhà máy nhiệt điện thủy điện hóa lọc dầu điện mặt trời cầu đường nhà xưởng các dự án dân dụng và công nghiệp khác